xin chào rồi. Các chị ơi, những chị nào đang xem livestream của Xoay Em thì chấm bài cho em này. Và chia sẻ vào các hội nhóm đủ bốc 100 người xem đầu tiên. Em sẽ bắt đầu xả toàn bộ những chiếc áo đang cầm trên tay vào đây nữa với giá bán 18k rất nhiều hôm nay đúng không ạ? Những chị nào đang xem livestream của bên em thì chấm bài cho em và chia sẻ cho em cả vào các hội nhóm đúng không ạ? Rồi, ok, chị Vân La Vi bán tất cả bộ, bán toàn bộ đi, miễn là không bán người đúng không ạ? Rồi, chị Nguyễn Tú là chị Đoàn Ly, xin chào, chị Quỳnh Trang xin chào nhá. Những chị nào đang xem livestream của Sốt Giáng Mi BM hôm nay thì chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo đang cầm trên tay em và đây nữa, ở bên tay phải em nữa, toàn bộ giá bán 18k hôm nay đúng không ạ? Rồi, chị Hoa Thắng xin chào nhá, chị Ngọc Nai xin chào, chị Nguyễn Tú xin chào, chị Ái Loan xin chào ạ. Chị Đào Thư xin chào nhá. Những chị nào đang xem livestream của Shop Giáng Mi BM thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em này. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ hàng với giá bán 18k một chiếc đúng không ạ? Rồi, chị Nguyễn Nga xin chào ạ. Chị Lem Chu xin chào, chị Thúy An xin chào nhá, chị Ái Loan xin chào ạ. Người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ hàng với giá bán là 18k một sản phẩm đúng không ạ? Chị Vanet Hường xin chào nhá. Rồi ạ, đang xem livestream chấm bài cho em và chia sẻ cho em vào các hội nhóm này. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ hàng bên đây hôm nay với giá bán 18k một chiếc đúng không ạ? Rồi, chị Linh Chu xin chào, chị Vanet Hường xin chào ạ. Chị Hương Giang Nguyễn xin chào, chúc tất cả các chị có một buổi trưa thật vui vẻ và một ngày làm việc thật hiệu quả đúng không ạ? Chị Nguyệt Hoan xin chào nhá, chị Trần Thanh Loa, Thanh Thảo rồi, cảm ơn chị. Rồi, đang xem livestream của em thì chấm bài cho em và chia sẻ với các hội nhóm cho em đúng không ạ? Và chia sẻ với các hội nhóm cho em nhá, đủ bốc 100 người xem đầu tiên. Em sẽ bắt đầu xả toàn bộ hàng hôm nay bên em với giá bán là 18k một sản phẩm đúng không ạ? Chị Tâm Trịnh xin chào, chị Dung Hoàng xin chào, chị Vân La Vi xin chào nhá, chị Quang Họ Thị xin chào ạ. Rồi, xả toàn bộ váy thôi, không phải váy hoa nhá, váy hoa lát lại xong nhá. Chị Nguyễn Tú xin chào, chị Trang Trang xin chào. Chị Cỏ Bốn Lá xin chào ạ. Hôm nay bên em sale rất là nhiều hàng với giá bán 18k các chị nhá. Rồi, 18k chị Trang Trang nhá, 18k một chiếc chị ạ. Chị Hải Yến xin chào này, chị Nguyễn Hoan xin chào, chị Lâm Khâm xin chào, Mỹ Châu Nguyễn xin chào ạ. Chị Thu Hồng xin chào, Ái Loan xin chào, Trần Hường xin chào, chị Phương Mai xin chào nhá. Rồi các chị ơi, nhanh chóng vào livestream của em và chia sẻ vào các hội nhóm cho em. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên em sẽ bắt đầu xả toàn bộ hàng hôm nay của Shop Giáng Mi BM với giá bán là 18k cho một sản phẩm đúng không ạ? Rồi, chị Giáng Điệp xin chào nhá. Chị xả tả Bi đúng không ạ? Xin chào ạ. Rồi ạ, chị Nguyễn Thị Thùy Huy Phạm xin chào nhá. Rồi, chị Anh Tư hôm nay tương tác tích cực bên em, chị bé nhỏ xin chào nhá. Rồi ạ. Rồi, có đang mặc, váy đang mặc có rất nhiều màu luôn, có màu hồng nu, màu đen rất đẹp luôn. Bán cả set cho người em luôn nhá, bán cả set luôn. Cả chân váy luôn, chân váy cũng bán nhá, chân váy cũng bán luôn. Chị An Toàn ơi, bên em vẫn đang gọi điện cho đơn, do đơn hàng bên em một ngày rất nhiều đơn, một ngày thì mong chị thông cảm và đợi các bạn chốt được không chị? Rồi, chị Đỗ Quỳnh xin chào, chị Văn Lê xin chào, Hồ Uyên xin chào, Thanh Ngọc Nguyễn xin chào ạ. Chị Trần Thúy ơi, chị Trần Thị Hay Phương đúng không ạ? Tên clip vay hay quá, chúc chị một ngày làm việc hiệu quả chị nhá. Chị bé nhỏ xin chào, Thanh Ngô xin chào ạ. Rồi, chị Vũ Thị Hằng xin chào, chị Huy Phạm xin chào nhá. Chị Bảo Ngân Nguyễn xin chào. Rồi, những chị đang xem livestream của Xoay Em thì chấm bài và chia sẻ vào các hội nhóm cho em này. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ áo trên người, chân váy cũng 18k luôn. Chân váy bên em cũng 18k luôn đúng không ạ? Chân váy 18k rất đẹp luôn, chân váy von rất đẹp luôn nhá, cũng 18k luôn đúng không ạ? Chị Tâm Trịnh xin chào, chị Mai Hương Luyến xin chào nhá. Rồi, các chị đang xem livestream của Xoay Em thì chấm bài và chia sẻ cho em đi ạ. Đủ mốc 100 người xem đầu tiên sẽ bắt đầu xả toàn bộ, xả cả chân váy với giá bán 18k nhá. Chân váy bên em có rất nhiều màu luôn, chân váy có màu đen, màu trắng. Chân váy màu đen này, màu trắng này, màu hồng nút này, màu da này và màu đen đúng không ạ? Rất nhiều màu luôn và kết hợp rất là ok luôn các chị nhá. Rồi, chị Hồng Anh xin chào, chị Văn Lê xin chào. Chị Oanh Phun Phun xin chào, chào nhiều quá. Rồi các chị ơi, chia sẻ cho em vào các hội nhóm cho em bên này đúng không ạ? Chia sẻ các hội nhóm cho em nhá, đủ mốc 100 người xem đầu tiên này. Em sẽ bắt đầu xả toàn bộ bên em với giá bán là 18k đúng không chị? Chị Ngô Thị Đào xin chào nhá. Chị
Trang Trần. Vâng, các chị hôm nay sau em lại tiếp tục xả toàn bộ chiếc áo này và chân váy đang mặc trên người em đúng không ạ? Chị nào mà thích mua chân váy này thì comment cho em chân váy kèm số điện thoại cho em nhá. Đây chân váy bên đây. Chân váy bên có rất nhiều màu luôn. Chân váy bên có cả màu xám, màu hồng nút các chị nhá. Chân váy bên sẽ như thế này đấy ạ, chân váy của nó đây. Chân váy rất nhiều màu luôn với giá bán là 18k, áp dụng chia sẻ các chị nhá. Với giá bán 18k và áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Rồi chị heo xinh rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc áo nhũ của bên em này thì có thể comment cho em này. 18k một chiếc áo ren nhũ được chưa ạ? 18k một chiếc áo ren nhũ, đây là màu xanh này, màu xanh lõn chuối. Màu xanh lõn chuối, màu hồng này. Đây là màu vàng đúng không ạ? Đây là màu da này. Màu khói, đây là màu khói nhá. Màu khói 18k một chiếc thôi. Còn đây là màu xanh copan, áo ren nhũ rất sang luôn đây, áo ren nhũ nhà em đây với giá bán 18k thôi. Với giá bán 18k và áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em được không ạ? Rồi chân váy đen 18k một chiếc. Chân váy bên em đang bán cả set luôn các chị nha, bán cả set luôn. Bán cả chân váy, bán cả áo, bán tân tật, bán những gì mà tùy không bán người đúng không ạ? Bán với giá bán 18k áp dụng chia sẻ cho em rồi. Chị chân cherry một chiếc dĩa chân váy đen đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần chữ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Rồi chị Hồng Lam ơi, chị muốn mua sản phẩm nào của bên em thì comment cho em luôn ạ. Đặt hàng cho em luôn với giá bán 18k một chiếc. 18k một chiếc áo ren nhũ đây, màu xanh coban, màu khói này, màu da, màu vàng, màu hồng và màu xanh nõn chuối rất sang luôn. Với giá bán bên em chỉ có 18k một chiếc thôi. Chân váy đang mặc trên người em cũng là giá bán 18k chị nhá. Rồi chị nước mắt một chiếc đúng không ạ? Chị Hồ Yên lấy chân váy đen đây, chân váy em với giá bán 18k áp dụng chia sẻ cho em 3 lần nhá. Em chỉ bán giá 18k áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chơi hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Các chị ơi, chân váy em thì có rất nhiều màu luôn. Chân váy em có màu khói này, đây là màu khói nhá, màu khói đúng không ạ? Đây là màu khói đây. Chân váy đây, chân váy rất sang luôn, chân váy chất liệu voan rất là mát luôn, voan ren rất là mát luôn. Và với giá bán 18k của bên em là giá bán chia sẻ đấy các chị nhá. Rồi đúng xác, chính xác. Chị Nguyệt Hoan một chiếc xanh copan đúng không ạ? Rồi đã chia sẻ, cảm ơn chị. Chị Vinabi một cái nhũ đỏ đô 18k, cảm ơn chị nhá. Rồi chân váy bên em, chân váy đây là chân váy 3 tầng này. Với giá bán bên em là 18k một chiếc. Rồi ok, cảm ơn chị. Áo vàng rồi, chị nào thích mua áo thì comment cho em áo nhá. Đây là áo bên em đây, áo rất nhiều màu, rất nhiều màu luôn. Chị Rô đi lê này, ship tỉnh là 30.000 nha chị nhá, ship tỉnh 30.000. Chị Ái Loan rồi, chị Ái Loan muốn lấy sản phẩm nào của bên em thì comment cho em nhá, comment cho em cũng kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Comment cho em và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rồi ok, cảm ơn chị. Còn chị nào muốn mua là không thì nhanh chóng để lại cho em comment theo đúng comment 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Với giá bán 18k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Đúng rồi chị Thi nhá, chính xác luôn. Chân váy 18k chị Lan Lê à, chị có thể cho em xin số điện thoại được không chị Lan Lê? Các chị ơi, kèm luôn cho em cả chiều cao và cân nặng của mình luôn đấy các chị nhá. Xanh coban đỏ đô, xanh coban. Rồi chị Thúy Vũ lấy 2 chiếc ạ, chị lấy thủ lấy 2 chiếc thì đã chia sẻ gấp đôi số lần cho em nhá. Em xin nhắc lại là em chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? À, chân váy có bán luôn nhá. Chân váy của em 18k có đủ size. Em xin nhắc lại là em quên không nhắc size với các chị. Size bên em là toàn bộ trên người em là toàn một set size S hết. Còn những chiếc size M, L, XL và 4XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Chị Tú Phan ơi, chị inbox cho em để em kiểm tra đơn hàng của mình được không chị? Tại đơn hàng bên em một ngày rất là nhiều đơn hàng một ngày. Mong chị thông cảm cho em nhé để em kiểm tra đơn hàng của mình. Chân váy đen chị Hoa Hoa lấy một chiếc chân váy đen thì bổ sung cái số điện thoại cho em nhé. Em xin nhắc lại là em chỉ chốt đơn hàng cho những chị nào mà để lại cho em theo đúng cú pháp và nhớ chia sẻ. Tại vì bên em đã xả lỗ vốn áo này bên em với giá bán 18k và chân váy 18k là xả lỗ vốn rồi. Nên điều kiện để bắt buộc phải để mua áo bên em với giá bán 18k là các chị phải chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chữ hỗ trợ nhóm cho em nhé. Lót bên trong sẽ như này chị ạ. Đây lót bên trong sẽ như này đây chị ạ. Chất liệu van, toàn là van hết chị nhá. Đây là toàn là van hết đây, chất liệu của nó đây. Toàn là van ren rất là mát luôn. Đây là màu khói chị nhá. Đây là màu khói. Màu khói, màu hồng nu này và màu đen rất là đẹp và rất là sang các chị đây. Các chị lên mua màu đen, em thấy là màu đen thì kết hợp với áo này nó sẽ đẹp hơn. Màu đen thì kết hợp với rất là nhiều màu. Màu đen nhé, các chị có thể kết hợp với cả màu hồng, màu xanh hoặc là màu xanh copan, xanh lõn chuối đều rất là sang luôn các chị ở đây. Rất là nhiều màu luôn nhá, áo ren nhũ của em rất là nhiều màu luôn. Chất liệu của nó là chất liệu ren nhũ và với giá bán của bên em là 18k một chiếc và chỉ bán cho những chị nào mà áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi ok chị yêu Kim Vân inbox cho em kiểm tra đơn hàng của mình nhá. Chị nhá,
Chị Huy Phạm rồi, cảm ơn chị. Còn chị nào muốn mua chiếc áo ren nhũ là của bên em với giá bán là 18k không thì nhanh chóng comment cho em nhé. Nhanh chóng comment cho em đi ạ. Và các chị ơi, để mình không bị ẩn comment đúng không ạ, thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ. Thì mình sẽ không bao giờ bị ẩn comment các chị nhé. Chân váy đen size S chị Hương Giang Nguyễn rồi, đã chia sẻ cho em 3 lần chưa ạ? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Áo, một chiếc áo ren nhũ rất là đẹp luôn. Và các chị ơi, cái thiết kế của cái áo ren nhũ thì rất là sang luôn các chị nhá. Chất liệu thì là ren, ren và nhũ rất là mát, mặc rất là mát luôn. Và cổ của nó thì là cổ V nhá. Cổ V thì vô cùng sang và vô cùng đẹp rồi. Các chị có thể kết hợp với quần sóc. Quần sóc, quần bình thường ấy, chân váy bình thường đều ok hết. Nhưng hôm nay em kết hợp với một cái chân váy cho lạ lạ một chút đúng không ạ? Rồi chị Hồng Quyên, áo chị đang mặc bao nhiêu? 18k chị nhá, chị Hồng Duyên nhá, để lại cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Em xin nhắc lại này, 18k một chiếc với 18k một chiếc màu xanh lõn chuối đúng không ạ? 18k một chiếc màu hồng đầy đủ size luôn, từ 40 cân tới 75 kg. Đây là màu vàng nhé chị nhá, đây là màu vàng này, màu vàng của bên em với giá bán 18k áp dụng chia sẻ. Đây là màu da nhá, đây là màu da đi ạ, đây là màu da nhá. Còn đây là màu khói này. Đây là màu xanh coban với giá bán bên em 18k một chiếc các chị nhá, 18k một chiếc thôi. Rồi, để lại cho em 18k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Rồi ok chị Yến Sai. Các chị ơi, nhiều chị mà em không trả lời kịp thì các chị là có thể comment lại, tại vì nhiều khi là comment bị ẩn nhá. Ẩn thì em sẽ không thể nhìn thấy comment của các chị đúng không ạ? Và các chị mà muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy là nhớ chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Chị Thi Thi, một chiếc áo chân váy màu đen và áo nhũ đỏ đô rồi ok chị, áo ren, đây là áo ren nhũ chị nhá. Rồi chị Quỳnh Hoa ơi, áo bên em là 18k một chiếc nhá, chị lấy thì để lại cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn. Chân váy bên em là 18k chị nhá, chân váy 18k chị Phương Anh nhá, chân váy 18k chị Mia Dung ơi, chân váy bên em 18k chị ạ. Màu đang mặc của em là màu đỏ đô chị nhá, màu áo của em đang mặc là màu đỏ đô đây, chất liệu ren, ren rất là đẹp luôn, ren nhũ luôn. Đây chất liệu ren của nó đây, ren là ren nhũ các chị ạ. Rất là mát luôn. Và mùa hè này thì không thể thiếu những cái chiếc áo ren nhẹ đâu các chị nhá. Chân váy mặc là 18k nhá chị Hoài Bi nhá. Chân váy 18k rất nhiều màu luôn. Có màu khói, màu đen, màu hồng nu này. Khói, hồng nu, đen trắng được không ạ? Rất nhiều màu rất đẹp luôn. Chị Nhung Huỳnh này rồi ok chị Nhung Huỳnh ơi, chị có cho em xin số điện thoại được không chị? Chị để có mỗi như thế thôi thì em làm sao chốt hàng cho chị được chị? Chị Kim Ngân rồi, chị Nguyễn Thị La thấy comment của chị rồi nhá. Chị Zumi thấy comment của chị rồi, chị Bảo, chị Trang Hà bây giờ mới vào đúng không ạ? Chị Trang Hà ơi, áo bên em là 18k nhá. 18k chị chọn màu cho em nhá, 18k áp dụng chia sẻ cho em nhá. Áp chỉ áp dụng với những chị nào mà chia sẻ đủ các chị nhá. Còn đây là chân váy bên em thì chân váy vẫn là 18k một chiếc, rất đẹp luôn. Chị Lệ Nguyên ơi, áo đủ màu rồi, comment cho em nào. 18k kèm màu chị kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Mi Trúc rồi, có đầm không chị? Đầm thì bên hôm nay sẽ like, lát sẽ like sau, nhưng hôm nay em sale trước cái áo này trước rồi sau đó em sẽ bán sau đúng không ạ? Rồi áo ren nhũ màu đỏ đô chị Lệ Hằng rồi, còn chị nào muốn mua, còn chị nào muốn sở hữu chiếc áo ren nhũ của nhà em với giá bán là 18k nữa không? Thì nhanh chóng để lại cho em 18k này, kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhé. Em xin nhắc lại là với giá bán 18k của bên em là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Em bán cả set trên người em mặc luôn là chân váy, cả chân váy luôn các chị nhá, cả chân váy luôn đây. Chân váy bên em mà chân váy có 3 tầng chất liệu của nó, chân liệu van ren rất mát luôn được không ạ? Rồi ok, chị Lương Thùy em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nguyễn Thị Sương ơi, 70kg, chị mặc size 2XL cho em, chị Nguyễn Thị Sương nhá, chị muốn lấy áo này của bên em thì để lại cho em 18k kèm màu chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn đúng không ạ? Chân váy đi ạ, xem chân váy đi ạ, chân váy của em, chân váy của em, chân váy. Các chị ơi, các chị có thể mua chân váy riêng nhá, chân váy riêng của em thì có thể kết hợp với rất nhiều thứ luôn. Kết hợp với áo phông này, áo thun, rất là nhiều áo luôn các chị nhá. Rồi, nhanh chóng chốt luôn cho em ạ. Chân váy màu đen 18k. Em xin nhắc lại cái size của chân váy này nhá. Chân váy này bên em có size từ 40 cân cho tới 75kg thôi nhá. Từ 40 cân tới 75kg của chiếc chân váy này là bên em có đủ size đúng không ạ? Nên các chị mua hàng của bên em, các chị chỉ việc để lại cho em chân váy và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chân váy này giá bán bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ thôi chị nhá. Giá bán 18k của bên em hôm nay là giá bán chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất nhiều màu và rất là đẹp luôn. Và mùa hè này thì không thể thiếu những cái áo mà sát lách và nó đẹp như thế này. Và rất nhiều màu nhảy luôn đúng không ạ?
áo ren nhũ của bên em có giá bán là 18k một chiếc, áp dụng chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trước hỗ trợ nhóm cho em các chị nhé. Rồi chị Trần Nhi, các chị ơi, nhiều khi là Facebook bị ẩn và comment bị ẩn là em sẽ không thể nhìn thấy comment của chị được, nên các chị hãy nhớ là cùng tương tác với em và chia sẻ để mình không bao giờ bị ẩn comment nhé. Và một điều để chắc chắn hơn nữa là các chị hãy ấn theo dõi giúp em này, ấn theo dõi giúp em thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Rồi chị ZK Ngô thấy comment nhá, chị Jenny Trần thấy comment rồi, chị Tuyết Trần ơi, chân váy bên em là 18k, chị Thảo Quyên ơi, em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Chị em con ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Rồi con chị làm muốn mua nó không thì nhanh chóng lên lại cho em bắt đầu chốt đúng không ạ? Bắt đầu chốt luôn nào. 18k một chiếc chân váy bên em có 4 màu luôn nhá. Màu trắng, màu đen, hồng nu. Trắng, đen, hồng nu và màu khói đây. Đây là màu khói của chiếc chân váy này đúng không ạ? Chân váy nha em, chân váy. Ôi chết rồi. Chân váy bên em chân váy 3 tầng nhá. Chân váy 3 tầng rất sang luôn và mùa hè này thì không thể thiếu những chân váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Chân váy này các chị có thể kết hợp với màu đen cho em nhá. Kết hợp với áo nhũ màu đen cho em nào. Áo nhũ bên em có cả màu đen nữa chị nhá. Áo nhũ màu đen đâu nhỉ? Tôi mang đây. So, ok chị Khải Nga, bắt đầu đọc chốt. Các chị ơi, chị nào mà chưa chia sẻ thì nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em đúng không ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không cần comment. Và bắt đầu bây giờ em chốt đơn hàng 18k cho chị đấy ạ. Rồi bắt đầu chốt 18k, chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không bao giờ bị ẩn comment đúng không ạ? Ok chưa? Rồi trên màn hình điện thoại các chị có nhìn thấy cái số điện thoại 0912991648 được không ạ? Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được áo ren nhũ và chân váy bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Chân váy rất đẹp luôn, chân váy 18k này, váy chân váy 18k, áo ren nhũ cũng 18k luôn các chị nhá. Không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn mua được hàng bên em với giá bán 18k đấy ạ. Rồi em xin quay số đầu tiên bên hôm nay, con số may mắn đầu tiên của bên em hôm nay nhá. Rồi con số may mắn đầu tiên hôm nay của bên em là con số 18 này. Con số 18 đúng không ạ? Chị nào có đuôi số điện thoại 18 thì nhanh chóng gọi điện về số điện thoại 0912991648 để bên em tặng các chị những phần quà này của bên em với giá bán 18k, áo ren nhũ hoặc chân váy 18k đúng không ạ? Rồi tiếp theo em sẽ ấn một số tiếp theo nhá. Rồi con số may mắn tiếp theo của bên em hôm nay sẽ là con số 25 này. Rồi một tiếp theo một số nữa nhá. Rồi tiếp theo một số nữa, con số may mắn của bên em hôm nay sẽ là con số 22 này. Rồi con số 22, 18 và 18, 22 và 25 nhá. Chị nào có đuôi số điện thoại 18, 22 và 25 thì nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại của bên em đang ghi trên màn hình là 0912991648 để bên em sẽ trao phần thưởng cho chị những sản phẩm này của bên em với giá bán 18k một chiếc áo được không ạ? 18k một chiếc, đúng rồi, chính xác luôn. Và bên em có đủ size các chị ạ? Và bên em có đủ size sao? Bên em có đủ size. Chị nào có đuôi số điện thoại là 18, 22 và 25 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em để bên em trao phần thưởng cho các chị là những phần quà bên em đây với giá bán là 18k một chiếc. Ở đây có chị nào có đuôi số điện thoại là 18, 22 và 25 không ạ? 18, 22 và 25 nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của bên em để bên em trao cho các chị những phần thưởng của bên em với giá bán 18k. Chân váy 18k, áo 18k được chưa ạ? Rồi 18k thôi, có chị nào có đuôi số điện thoại không ạ? Có chị nào có đuôi số điện thoại 18, 22 và 25 không? Nhanh chóng gọi điện về số điện thoại của em, nhanh chóng đúng không ạ? Nhanh chóng gọi điện cho em, ở đây có chị nào có không ạ? Không có chị nào thì em sẽ kết thúc đúng không ạ? Có chị nào có số điện thoại này đúng không ạ? Rồi tiếp theo là số 38. Số 38, thêm một số 38 các chị nhá, thêm số 38 nữa. 18, 22, 25 và 38, chị nào có đuôi số điện thoại nhanh chóng gọi điện về bên cho bên em đúng không ạ? Rồi em sẽ để cái điện thoại của em đây nhá, chị nào gọi thì gọi luôn cho em nhá, đúng không ạ? Ở đây không có chị nào có đúng không ạ? Rồi thì em sẽ quay thêm một số nhá. Đuôi số điện thoại 07 có chị nào có không ạ? 07 có chị nào có không ạ? 07 này, 18 này, 22, 25 đúng không ạ? 07, 18, 22, 25 rồi đã có chị gọi. 22 có. Rồi 22 có người gọi rồi nha, em alo luôn. Alo. Alo, phải sớp chán quý. Đúng rồi, Facebook của chị là gì ạ? Facebook là Zumi á. Zumi, à chị Zumi em vừa học tên đúng không? Ủa mấy chị may mắn đấy. Rồi xin chúc mừng chị là người đầu tiên nha, may mắn mua áo bên em với giá bán 18k nhá. Thì chị chia sẻ thêm cho em và inbox địa chỉ cho em để em trao phần thưởng của chị với giá bán 18k chị nhá. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi tiếp theo, số 22 bên em đã qua đi rồi, em đang chuyển hình trực tiếp đấy ạ, em đang chuyển hình trực tiếp. Rồi con số may mắn tiếp theo của em sẽ là con số nào đấy ạ? Sao nó mở tắt đi rồi. Con số may mắn của bên em hôm nay là con số 22 đã qua đi rồi, còn con số 25, 18, 38 và 07 còn ai gọi không ạ? Rồi 38 có người gọi rồi nhá, 38 này, alo. Alo ạ. Chị Hiến Mi Nho đúng không ạ? Rồi em xin chúc mừng chị nhá, chị đã chia sẻ chưa để bên em tặng chị phần quà bên em vừa giá 18k hả chị? Dạ rồi chị. Rồi ok, thì chia sẻ thêm cho em nhá. Dạ
Để lát em ba nhân viên em sẽ chia sẻ với chị nhé. Rồi, thế là số 22, số 38 đã đi qua rồi. 22, 38 đi qua cầm đấy. Em chỉ còn số 18, 25 và 07 thôi. 22 có người gọi vừa xong rồi. Thế thì hiện tại em chỉ còn số 25, 18 và 07 là chưa ai gọi. Còn chị nào 18 có người gọi luôn này, vừa nhắc xong. Alo. Facebook của chị là gì? Nga Phạm. Kiều Nga Phạm hả chị? Nga Phạm. Nga Phạm đúng không? Ok chị chia sẻ thêm cho em. Chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo nhá. Đã mua hàng bên em với giá bán 18k. Xin chúc mừng chị. Rồi ạ. Rồi 18, 22 và 38 đã gọi rồi. Thế thì em chỉ còn số 25 thôi. 25 và 22 đúng không? 22 có người gọi chưa? 22 có người gọi rồi, đừng gọi nữa cho em nhá. Vui lòng gọi 07 cho em nào. 07 chị ơi, nhanh chóng cho em nào. Chị là chưa chia sẻ, quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Số 07 hiện tại chưa có ai gọi. Số 07 và số 2. 07 có người gọi luôn, vừa nhắc xong, kiếp không? Hi, alo. Chị ơi, em có luôn số 07 chị. Rồi, Facebook của chị là gì? Misu hả chị? Dạ. Rồi, xin chúc mừng chị là người may mắn tiếp theo mua hàng bên em với giá bán là 18k chị nhé. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi, chia sẻ thêm cho em. Chị Bi Trần ơi, chị có đang xem livestream của bên em không chị? Có thể là do mạng bị... Rồi, chị Bi Trần này có thể là do mạng bị lag chị nhá. Chị có thể inbox lại cho em đi kiểm tra đơn hàng của chị không chị Bi Trần nhá. Chị Phương Phạm nhá. Mẹ em đã quay truyền hình trực tiếp như thế này rồi. Rồi. Chị nào nữa? 25 thì là 25 có người gọi luôn, các chị là 25 có người gọi luôn rồi này. Alo. Facebook của chị là gì? Của em là Vanessa Hương ạ. Vanessa Hương à? Hôm nay mình may mắn thế, em vừa đọc chị ở ngay từ đầu là bảo sao may mình tương tác với em kinh thế, may mắn kinh khủng luôn. Ok chị, cảm ơn chị nhá, chúc chị nhá. Rồi, chúc mừng chị rồi. Rồi các chị ơi em có vừa công bố những chị may mắn mua áo bên em với giá bán 18k thôi mà các chị đã tụt view của em rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ các chị cùng tương tác và kéo lượt view cho em lên mốc 500 người xem tiếp theo. Em sẽ bắt đầu chốt đơn hàng của cho các chị với giá bán 18k thật nhanh chóng đúng không ạ? Còn bây giờ là trong lúc mà đợi cái mốc người xem lên 500 người xem thì bây giờ em sẽ xin phép quay ra bán hàng khoảng 15 phút. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại và chốt tiếp cho những chị may mắn tiếp theo mua hàng bên em với giá bán 18k đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc áo này bên em nhá. Và chân váy bên em đúng không ạ? Chân váy và chiếc áo này với giá gốc của nó này. Cái chiếc áo ren của bên em là rất là rẻ luôn. Thực sự là không có nhà nào bán rẻ bằng nhà em luôn. Bao toàn Facebook luôn, chất vải đẹp để quá đẹp luôn. Áo này bên em là mã A300 nhá. Rồi, A300 bên em này, A300 có bên em có giá bán là 75.000 một chiếc được chưa ạ? 75.000 một chiếc. 75.000 một chiếc. Chị Yến Trần ơi, chị Yến Trần hôm nay may mắn đã không mỉm cười với mình thì chị đợi những cái livestream sau của bên em và chị đừng nói thế chị nhá. Hôm nay có lẽ may mắn không mỉm cười với mình thì chị ấy đợi cái livestream sau của bên em đúng không ạ? Biết đâu chị sẽ là người may mắn lại mua hàng để bên em với giá bán là 18k đúng không ạ chị Yến Trần nhá. Đừng buồn và đừng nói như thế đúng không ạ? Không ai lừa ai hết chị nhá, em không hề lừa ai hết và em đã quay trực tiếp như thế rồi đúng không ạ? Rồi, em sẽ quay trở về với cái giá gốc của cái chiếc áo bên em là mã A300 với giá bán là 75.000 một chiếc đúng không ạ? 75.000 một chiếc thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc này của bên em với giá bán là 75.000 một chiếc thì để lại cho em comment. A300 này, mã này mã A300 nhá. A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Em sẽ dơ từng màu cho chị xem đúng không ạ? A300 75.000 một chiếc đấy ạ. Chị Bạch Hoa ơi, hôm nay mình không may mắn nên chị đừng nói thế chị nhá. Rồi, áo bên em đây là với giá bán là 75.000 một chiếc đúng không ạ? Chị nào thích thì comment cho em mà. Comment cho em nhá, comment cho em là A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Hôm nay là rất nhiều chị đã săn được quà bên em, săn được hàng bên em với giá bán 18k rồi đúng không ạ? Rất nhiều chị hôm nay đã săn được hàng bên em giá rẻ với giá bán 18k rồi đúng không ạ? Rồi, đây là mã A300 của bên em nhá. A300 của em có giá bán là 75.000 một chiếc đúng không ạ? Chị nào mà thích sản phẩm này của bên em thì comment cho em A300 đúng không ạ? A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. A300 kèm màu kèm số điện thoại của mình đúng không ạ? Đúng rồi, chị Kim Anh chính xác luôn đấy ạ. Rồi, ok chị Ngọc Châu chốt A300 đầu tiên nhá. Chị Minh Anh lấy A300 thì để lại số điện thoại cho em này. Các chị ơi, các chị mua hàng của bên em, các chị chỉ việc để lại cho em mã A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. A300 bên em có giá bán là 75.000 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Đúng rồi, nhận ship từ 2 chiếc trở đi. Chị Hồng Thùy chốt A300 tiếp theo nhé. Chị Châu Ngọc chốt A300 này. Chị Thảo Trương chốt A300 này, ship 20.000 thôi. Chị Nguyễn Hường chốt A300 nhé. Rồi, còn chị nào muốn chốt A300 thì chốt luôn cho em nhé. Chị Minh Nhật bảo áo đẹp lắm ạ. Rồi, ok, cảm ơn chị. Chị Sen Lớp ơi, chị Sen Lớp rồi. Chị Sen Lớp hình như là chị các chị kia gọi trước chị đấy chị ạ.
Chị Võ thì Hồng Như ơi hết 18k rồi, chị vui lòng đừng comment 18k cho em đúng không ạ? Rồi chị Mina chốt A300 tiếp theo, một vàng một xanh dương đúng không ạ? Em xin nhắc lại màu của chiếc áo này này. Đây là màu xanh lõn chuối này, màu xanh coban đúng không ạ? Xanh lõn chuối, xanh coban, khói này, màu vàng này đúng không ạ? Màu da này. Đây là màu vàng này, màu hồng đúng không ạ? Đúng rồi, chị Chu Thị Hương đúng rồi, có thấy lừa đảo ở đâu đúng không ạ? Chẳng qua là các chị hôm nay mình không may mắn thôi, thì chị đợi những livestream sau chứ em không lừa ai hết các chị ạ. Em đã phát trực tiếp và ngày nào cái mặt của em nó cũng trên livestream rồi, các chị em lừa chị làm sao đúng không ạ? Chẳng qua may mắn nay không mỉm cười mình thôi, chị đợi những livestream sau nhá. Rồi, ok em cảm ơn chị. Chân váy BM 260 đúng không ạ? Rồi, chị Hoàng Oanh chốt A300, chị Nguyễn Dung chốt A300 nhá. Rồi, chị Dương Quỳnh chốt A300. Em xin nhắc lại các chị để mã luôn cho em nhá. Phải có mã và có số điện thoại bên em mới chốt đơn hàng này. A300 bên em có rất nhiều màu luôn, đây có nhiều màu luôn. Giá bán bên em là 75.000 một chiếc. Và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi, từ 40 cân cho tới 85kg, bên em có đủ size nhá. Chị Phương Nguyên chốt A300, Lan Nguyễn chốt A300 rồi. Size và màu sắc và giá cả em đã ghim luôn trên bài viết rồi. Ghim thêm một câu là ship, nhận ship từ 2 chiếc đi em ơi. Rồi chị Lan Nguyễn này, like đầm đẹp đi chị đẹp. Rồi em sẽ like sau nhá. Qua cái mã A300 này xem, em sẽ qua những cái mã khác em để này rồi ạ. Rất nhiều mã này em đã để sẵn đây rồi nhá. Qua cái mã A300 này em sẽ qua các mẫu khác luôn đúng không ạ? Rồi chị Thu Thủy A300 thì comment A300 cho em. Chị comment có mỗi số điện thoại không, em sẽ không thể chốt được hàng và lên đơn được chị nhá. Phải có mã A300 và có số điện thoại bên em mới lên đơn hàng được. Mà các chị có mỗi là số điện thoại không mà không để lại mã A300 thì em sẽ không thể lên đơn được các chị nhá. Còn chân váy BM thì có giá là 260, chân váy 260 rất nhiều màu luôn. Các chị có thể kết hợp với chân váy màu khói kết hợp với cả màu tối màu trên là màu đen. Các chị ơi, áo này BM có cả màu đen thêm nhá, có cả màu đen, màu đỏ đô này, áo ren nhung rất sang luôn. Rồi, rất nhiều chị đang để A300 rồi đúng không ạ? Rất nhiều chị đang để A300 rồi thì em không kịp đọc chốt. Thì các chị hãy thông cảm cho em nhá đúng không ạ? Rồi, chính xác có màu đen luôn chị nhá, có màu đen luôn chị ạ. Rồi, A300 giá bán 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi. Rồi chị Bích Nga, rồi rất nhiều chị đang để A300 rồi đúng không ạ? Áo này bên em có mã là A300 và với giá bán là 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá. Chân váy bên em là 260.000, chân váy rất nhiều màu luôn, chân váy màu khói này, màu đen này, màu da và màu hồng nút đúng không ạ? Rồi áo này 75.000 một chiếc nhá, 75 thôi, có cần ghi số lên 75 không nhỉ? Em sẽ ghi số 75 lên cho chị dễ nhìn nhá. Em sẽ ghi số 75 lên cho các chị dễ nhìn đúng không ạ? 75.000 này em ghi lên bài viết của em 75.000 nhá. Rồi mã A300 và với giá bán BM là 75.000 một chiếc thôi, rất là rẻ rồi. 75.000 một chiếc và BM nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá. Rồi 75 thôi, chính xác luôn, đúng rồi. Màu đen có màu đen luôn nhá chị nhá. Rồi rất nhiều chị em để A300 em không kịp đọc chốt thì các chị cứ để yên cho em nhá. Em sẽ gọi điện cho đơn hàng với các chị sau đúng không ạ? Còn bây giờ em sẽ ghim giá cho chị dễ nhìn giá của nhà em nhá. Với giá bán là 75.000 một chiếc và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? 75.000 chính xác luôn, 75.000 chị ạ. Mã này của bên em là mã A300 rồi, rất nhiều chị cũng để A300 rồi, 75.000 thôi. 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi. Comment giúp em A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Rồi A300 kèm màu kèm số điện thoại, rất nhiều chị cũng để rồi. A300 kèm màu kèm số điện thoại, bên em sẽ gọi điện cho chị các chị sau đúng không ạ? Bên em sẽ gọi điện chốt đơn hàng và tư vấn size, tư vấn màu cho các chị xem cho em nhá, sau nhá. Rồi chị Ái Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em nhá, chị Thùy Miên Lê bổ sung số điện thoại, chị Quyên Quyên cũng bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi cứ A300 đen trắng 60kg mà không bổ số điện thoại thì bên em làm sao mà lên đơn hàng được cho các chị đúng không ạ? A300 bên em có giá bán là 75.000 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc trở đi, có rất nhiều màu luôn. Ít hâu đi. Rồi 68kg chị Nguyễn Vân mặc size 2XL cho em nhá. Rồi cho em xem màu đi đúng không ạ? Đây màu rất nhiều màu đây chị, đây màu xanh đây. Màu em nhắc lại màu xanh lõn chuối này, xanh coban này. Đây là xanh coban này, màu vàng này, màu khói được không ạ? Rất nhiều màu luôn đây chị ạ. Các chị mua hàng của em chỉ việc lại cho em mã A300 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi chị Xuân Nguyễn, chị Nguyễn Lan rồi. Chị Ái Nguyễn ơi, comment lại cho em A300 trên cùng một dòng cho em đúng không ạ? Rồi em sẽ qua mẫu khác ngay. Các chị ơi, các chị đừng out rời cái livestream của em, tại vì em bên cạnh em có rất nhiều mẫu. Bởi vì là em phải chốt cái mã A300 chốt, sau đó là em sẽ chuyển sang cái mã khác luôn nhá. Em sẽ chốt cái mã A300 trong khoảng 4 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái mã A300 và chuyển sang một cái mã mới được không ạ? Nên có chị là muốn chốt A300 chốt luôn cho em nhá, 3300 thôi.
Rồi A300. Còn chị nào thích mua chân váy của em thì chân váy của em nhá, chân váy của em là có 260 đúng không ạ? Rồi em sẽ qua mẫu sau nhá, chốt lốt cái mã này cho em trong 4 phút nữa em sẽ qua mã sau. 75.000 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Rồi, chị Thùy Miên Lê muốn đổi sang chị Xuyến Nguyễn ơi, chị đẹp ơi bán đầm đi chị, rồi em lát sẽ qua đầm sau đúng không ạ? Đang chốt lốt cái mã A300 để qua mẫu khác đã. Rồi là chị Nguyễn Thanh lấy chân váy đang mặc đúng không ạ? Rồi chân váy 260. Các chị ơi, chân váy ở ngoài nhìn phải là mê ly luôn chứ không phải là mê ly luôn, quá đẹp luôn và giá bán với em 260. Chân váy này các chị không thể kết hợp cái này thì các chị có thể kết hợp với áo thun nhá, áo phông đều ok hết đúng không ạ? Sew vin nào không sew vin đều ok hết. Chân váy của em chân váy chất liệu ren nhá, chất liệu van ren rất là mát luôn, mùa hè mặc rất là mát luôn các chị ạ. Thấy không nhỉ? Rồi giá bán của em là 75.000 một chiếc các chị nhá, rất đẹp và rất là rẻ luôn. Rồi chị Yến Thanh bổ sung số điện thoại cho em, chị Trần Nga chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi chị Tân Nguyễn chốt đơn. Chân váy BM 260 nhá, chân váy 260. Chốt lót cho em cái mã A300 đi để em qua mẫu khác luôn nhá được không ạ? Chị Nguyễn Thanh rồi. Em ngoài Hà Nội chị nhá, em ở ngoài Hà Nội. Hai áo đang mặc và áo vàng A300 rồi. Ok chị Nguyễn Thanh này, comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Chị làm mà thích mua cả set thì comment cho em cả set kèm số điện thoại nhá. Chị Đinh Phương Nhi Lâm ơi, em đã cho chị like ở đây, em sẽ livestream như nào bên em gửi hàng như thế luôn đúng không ạ? Đây chất vải của nó đây ạ. Rồi size màu size hình em hoàn tiền đúng không ạ? Ok chưa ạ? Đây ạ, rất nhiều màu đẹp luôn. Với giá bán bên em là 75.000 một chiếc nhá. Rồi 75.000 một chiếc thôi. Chân váy bên em 260 đúng không ạ? Chị bé vui ơi, áo bên em là 58 kg mặc size L cho em đi ạ. 58 kg mặc size L. Em xin nhắc lại cái mã A300 của em là có giá bán là 75.000 một chiếc và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Các chị có thể chọn màu tùy ý và bên em có size nhá. Cả set đang mặc trên người em là toàn bộ là size S hết đúng không ạ? Toàn bộ là size S hết đúng không ạ? Đây màu của nó đây, màu của nó màu xanh lõn chuối này, màu xanh lõn chuối. Chị Hà Hồ ơi 75.000 một chiếc nhá, ship được 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Chân váy 260 nhá đúng không ạ? Chân váy 260 đây. Áo ở đây, áo ren nhũ đây, rất nhiều màu, em sẽ giơ lại cho các chị xem màu nhá. Đây, màu khói đây. Còn đây là màu úi giời ơi, màu khói này. Cho lại đây. Rồi để lại cho em A300 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Nguyễn Vân 43 kg, chị mặc size S cho em cho xinh thì nhá, 48 kg mặc size M cho em nhá. Chị bé vui rồi. Để lại cho em mã kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em thì bên em mới lên đơn hàng được đúng không ạ? Thì bên em mới lên đơn được nhá. Các chị mà không comment mã, không comment số điện thoại em sẽ không lên được. Để mỗi số điện thoại không và em cũng sẽ không lên đơn được đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em điểm qua mẫu khác đúng không ạ? A300 bên em có giá bán là 75.000 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá. Chị nào mà thích mua chân váy của em có thể comment chân váy nhá. Chân váy bên em bán 260, mua cả set của em cũng ok luôn đúng không ạ? Rồi chị Bông Còi kênh Nguyễn chốt đơn tiếp theo nhá. Trần Nga chốt đơn tiếp theo. Chị Nguyễn Thanh chốt chị chưa, em chốt chị rồi nhá. 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Còn chị nào muốn chốt cái mã A300 thì chốt luôn cho em mã A300 để em qua mã khác luôn đúng không ạ? 48 kg mặc size M cho em nhá. Bảy mươi năm nghìn một chiếc và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Áo nhà em thì thực sự là quá đẹp và quá huyền thoại rồi. 75.000 một chiếc là bên em bán xỉ nhá, với giá xỉ đấy không phải là giá lẻ nhá, đây là giá xỉ của em đấy, 75.000 một chiếc thôi, rất đẹp và rất rẻ. Chị Ngọc Châu chân váy 260 22. Đúng rồi, ok chị rồi. Rồi chị Ly Nguyễn 55 kg mặc size L cho em nhá. Rồi, mặc size L cho em. Chị Linh Phương A300 75.000 một chiếc. Rồi để lại cho em A300 kèm màu kèm số điện thoại. Các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị có thể kết hợp cái áo này của bên em với những cái chiếc quần sóc các chị mặc ở nhà ấy, đẹp cực kỳ luôn. Hoặc là kết hợp với chân váy của em đây, chân váy 260, áo của em thì 75.000 một chiếc đúng không ạ? Rồi chị hãy tạp hóa như thế Trần. Chốt đơn tiếp theo. Chị Bính Phượng ơi, 65 kg mặc size XL cho em đi nhá. Để lại cho em A300 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi chị Bích Nga lấy A300 cho chị A300 màu vàng, comment cho em A300 vàng kèm số điện thoại. Chị Vũ Hường rồi ạ, A300. Rồi chị Nguyễn Linh Phượng A300. Em xin nhắc lại nhá, chị vào sau nhá. A300 của bên em thì có rất nhiều màu và có giá bán bên em là 75.000 một chiếc và bên em sẽ ship từ 2 chiếc trở đi các chị nhá, nhận ship từ 2 chiếc trở đi. Nên khi các chị mua hàng của bên em, các chị chỉ việc để lại cho em mã A300 này kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhé, thì bên em mới lên đơn hàng được đúng không ạ? Còn các chị mà để mỗi cái cho chị cái áo này thì em sẽ không thể lên đơn hàng được cho chị đâu nhá. Chị Hồng Nhung Nguyễn rồi,
áo đang mặc màu đỏ đô rồi, để lại cho em A300 đi ạ. A300 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Rồi chị bé vui chốt hàng chị phía trên rồi mà. Những chị nào mà em không đọc chốt thì các chị thông cảm cho em nhá. Rồi ok, chị Hiền tạm hòa lấy 2 cái, thêm 2 cái đúng không ạ? Rồi chị Thu Thủy đợi em khoảng 3 phút nữa thôi, em sẽ qua mẫu khác ngay đúng không ạ? Chị Hoàng Cảng chân váy 260, chân váy 260 đây, màu đây. Chân váy 260, áo 75.000, chị Lâm Phương ok chị bé vui ok, Võ Hường ok chị nhá. Rồi chị Bích Phượng nhá, rồi A300 phải có mã A300 có số điện thoại mới lên đơn được hàng, mới lên đơn hàng các chị đấy mà không lên được đâu. Chị Linh Anh, Linh Nguyễn Bích Phượng rồi ok. Màu khác đi chị, em sẽ qua màu khác ngay để em một chút. Chị Bích Nga, Huyền Thị ok, chị chốt đơn. Rồi, chị Bông Lâm lên đầm có tay dán xòe đi đúng không ạ? Để em một chút, Tiến Thanh chốt đơn rồi. Chị Nguyễn Thúy Nga rồi, chị Linh Nguyễn rồi ạ. 75.000 một chiếc, bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? 75.000 một chiếc. Áo đang mặc của em là màu đỏ đô đấy chị nhá. Áo đang mặc 56kg, mặc size L cho em nhá. Comment cho em A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Phải có mã và có số điện thoại bên em mới lên đơn được. Không có mã, không có số điện thoại sẽ không thể lên đơn được các chị nhá. Ok chưa ạ? Rồi chị Bích Phượng lấy size XL nha em. Rồi ok chị Thanh Tâm, rồi chị Nguyễn Hường rồi đấy ạ. Chị 65kg mặc size XL cho em chị Thanh Tâm nhá. Chị Nguyễn Hường 65kg mặc size XL. Ôi giời, em đã ghim rất rõ ràng trên bài viết rồi, ghim rất rõ ràng rồi là A300 vừa giá bán 75.000 một chiếc rồi. Có size rồi 40-85kg rồi mà các chị có hỏi em như thế nào nhỉ? A300 kèm màu kèm số điện thoại, chất liệu ren đây. Áo ren nhũ rất mát luôn, em còn đang mặc chứ không phải là ấy, em còn đang mặc mà. Bao giờ livestream đầm B6? Đầm B6 của em thì ở cửa hàng nào cũng có, chị Bảo Cụ Non nhé, chị muốn lấy thì comment cho em chị Bảo Cụ Non nhé. Chị Bảo Cụ Non là khách quen của em đấy. Chị Che đi Nguyễn rồi. Đặt cùng đã mất ship, ok chị Nguyễn Nhung rồi, còn chị làm muốn chốt luôn cho em A300 luôn nhé. A300 kèm màu kèm số điện thoại. Bao giờ like đầm B6 à? Đầm B6 thì em sẽ like sau đúng không chị Bảo Cụ Non nhé. Chị Nguyễn Hường rồi ok. Chị Chu Huyền Trang lấy màu đỏ đô đúng ạ. Rồi comment cho em A300 nhé. 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi. Chị Loan Kim rồi ạ. Chị Chu Huyền Trang. Còn chị nào muốn chốt A300 thì chốt luôn cho em, điểm qua mã khác đúng không ạ? Ok chị Hồng Nhung Nguyễn nhá. Chị Loan Lê, em đã gửi hàng cho chị rồi. Chị Loan Lê gọi điện không nghe máy, chị Loan Lê nhá. Không nghe máy, Viettel gọi không nghe máy. Chiều nay bên em gọi điện định gọi lại chị để chị để báo bưu tá phát lại chị đấy ạ. Chị Loan Lê nhá. Ok chị Linh Phương. Chị Candy Love với 75.000 một chiếc, ship từ 2 chiếc đúng không ạ? Chị Thu Hà ơi, chị Thu Hà. Đây chị ơi, áo nhà em đây chị. Đây, áo đẹp đây, chị nhìn thấy chưa ạ? Ok chưa ạ? Chị Hằng Nguyễn 50kg mặc size M cho em chị nhá. A28 của em mặc đẹp lắm đúng không ạ? Đây là mã A28 đây. Chị Bà Cụ Non đã từng mua A28 cho em rồi, chị bảo A28 đẹp lắm. Rồi giới thiệu mới mẫu mới đi vào không biết chị Linh Anh rồi ạ. Chị Chu Huyền Trang để lại cho em A28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Cái mã này của em là 75.000 một chiếc, đây có rất nhiều màu đây. Rất nhiều màu đây, áo ren nhũ mặc mùa hè rất là mát luôn. 75.000 một chiếc. Em sẽ qua cho chị xem cái mã này của bên em là mã A28 nhá. A28 em là 210.000 một set đây. A28N 210.000 một set. Có rất là nhiều màu luôn. Màu nâu, màu cói, màu đen đúng không ạ? Váy đấy không mạn đúng không ạ? Chân váy của em 260, chịu thích mua chân váy comment cho em chân váy kèm số điện thoại cho em nhé. 58kg mặc size L cho em nhé. Rồi ok, chị Chu Hiền Trang bên em nhận ship được 2 chiếc trở đi chị nhé. Mọi thông cảm, chị Nguyễn Hường ơi lấy 2 cái mà. Các chị ơi, 75.000 một chiếc là bên em bán giá xỉu đấy. Giá lẻ, giá xỉu không phải giá lẻ đâu. Rồi ok, chị Thanh Hương A300 tiếp. Chị Thu Hòa rồi. Ok, được đấy chị Thu Hòa nhá. Inbox cho bên em nhá chị nhá. Thoải mái luôn, vô tư thoải mái và không nghĩ ngợi. Chị Út Sơn ơi, đỏ đô màu xanh nhé, 57kg rồi, để lại cho em số điện thoại đi ạ. Mờ quá đúng không ạ? Màu chị cửa. Chị Zumi. Chị Zumi hôm nay bị may mắn hết sao ấy, đúng không nhỉ? Như thế có thể chị Zumi rồi. Hình bị mờ rồi chị yêu ơi. Mờ phát tụt lượt view ngay, không sai luôn này này. Bị mờ mà. Các chị ơi, các chị có thể có thấy livestream của em bị mờ không các chị? Nếu mà chị bảo em nhé, để em kiểm tra cái wifi nhà em nhé. Chị ơi, chân váy 260 chị ạ. Áo 75.000 một chiếc chị Hoàng Hải Yến ạ. Rồi ok chị Loan Lê nhé, chị Thúy Lan Đàm, chị Thu Thảo chốt đơn chị phía trên. A300 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc trở đi đây. A300 nhà em có rất nhiều màu luôn đây, màu đang mặc của em là màu đỏ đô đây ạ. Màu đỏ đô rất đẹp luôn nhá.
Chị Út Sơn muốn lấy mã nào của em đó chị Út Sơn? A300 đây. A300 rất nhiều màu đây. Còn chị nào mà thích mua cái set A28 của em thì comment cho em nhá. A28 em đây. A28 của em là một set áo ren luôn. A28 của em có giá bán là 210.000 một set nhá. Chị nào mà thích thì em qua mẫu này luôn nhá. A28 thì em có giá bán 210.000 một set. Một set của nó bao gồm áo hai dây bên trong và áo ren bên ngoài. Ren của nó là ren đính ngọc trai nhá. Sắp tới mùa thu rồi. Đúng không ạ? Rất đẹp luôn đúng không ạ? 210.000 một set à, một set này. 210.000 một set. A28 nha, ok chưa ạ? Từ 40 cân cho tới 85 kg có đủ size của mã A28 bên em đúng không ạ? Chị nào mà thích cái mã A28 vừa xong thì cứ việc comment cho em A28 nhé. A28 của em 210.000 một chiếc nhé. Rồi chị Tú Lê lấy 2 chiếc đúng không ạ? Chị Út Sơn lấy A300 rồi. Áo bao nhiêu? 75.000 một chiếc chị Nguyễn Hạnh nhé. Rồi chị còn nào? Còn chị nào muốn chốt cái mã A300 thì chốt luôn cho em A300 nào. A300 của em đây. A300 của em vừa giá bán là 75.000 một chiếc. Bên nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá. Chốt luôn cho em để em kết thúc livestream đúng không ạ? Chị Nha Phạm bảo là mờ không thấy, mạng mờ không thấy đúng không ạ? Mờ không thấy phát tụi ra review ngay. Hả? A28 của em là 210.000 một set nhá. Đây là mã áo ren A28 nhà em là 210.000 một set. Chị nào thích cái mã này thì comment cho em nhá. A28 có 4 màu luôn này. A28 em có 4 màu này, màu nâu, màu khói, màu đen và màu da nhá. Đúng không ạ? A28 em có 210.000 một set thôi. Đây cả set là 210.000. Chị Cẩm Nhung Nguyễn ơi, áo bên em là 75.000 một chiếc chị nhá. 75.000 một chiếc áo ren nhưng 75.000 một chiếc đây. A300 đúng không ạ? Chị Bùi Đoan ơi, bên em vẫn đang gọi điện xuất hàng, vẫn chưa hết cái mã hôm qua chị Bùi Đoan nhá. Chị vui lòng đợi hàng, đợi cho em gọi nhé. Chắc là trường này gọi hết cái mã hôm qua đấy ạ. Chị Nguyễn Hạnh lấy 2 cái áo 2 dây 65 kg rồi, comment cho em A300 đi ạ. A300 kèm màu kèm số điện thoại. Cái mã này là A28 nhá, 210.000 một chiếc, 210.000 một chiếc. Còn cái mã này của em là mã A300 của em là 75.000 một chiếc và nhận ship được 2 chiếc đi chị nhá. Chị Xuân Nguyễn lấy thêm áo nữa. Rồi chị Yến Thanh, chị mặc áo A28 xem. Đây chị ơi, em ứng thử chị xem đây. A28 nhà em đây. Chị Nguyễn Nhung lấy A300 đỏ đô lấy thêm rồi ok chị. Chị Xuyên Nguyễn lấy A28 mặc với gì được ạ? A28 chị mặc với chân váy nhá. Chân váy ôm, chân váy xòe, chân váy ôm, chân váy xòe, quần sóc đều ok hết chị ạ. Hoặc quần dài, quần jean đều ok hết nhá. 210.000 một set thôi, đây là A28 210.000. Còn đây là mã A300 nhà em 75.000 một chiếc, ship được 2 chiếc ở đi nhá. Ok chị Chu Huyền Trang nhá. Có 75.000 một chiếc thôi các chị ạ, quá rẻ luôn ý ạ. Có 75.000 một chiếc thôi. Áo nhà em là bán số lượng, bình thường bán trên cửa hàng của em là 130 một chiếc, 140 một chiếc áo này đây này. 134 một chiếc. Nhưng trong livestream thì em thường bán rẻ hơn. Bán rẻ trong livestream của nhà em thì bên em thường bán rẻ hơn một nửa. Cái giá đấy là giá bên em bằng số lượng đấy các chị nhá. Thì mới có giá này chứ bình thường là 75.000 một chiếc thì các chị xem công áo các thứ như bao tiền rồi. Rồi ok chị Nha Linh này A28 70 kg, comment A28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Áo dây chị mặc chị Linh Hà Lan ơi, 75.000 một chiếc, comment cho em nhá. A300 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Xuân Nguyễn lấy A300 thì comment A300 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Có kiểu áo sơ mi màu sáng màu mà mẫu khác không chị? Áo sơ mi sáng màu em có chị nhá. Cái mã A1 của em ý, A1 bán chạy lắm chị ạ. Chị xem lại cho em nhá. Chị Tú Lê này A300 đúng không ạ? Rồi bổ sung số điện thoại cho em chị Tú Lê nhá. Chân váy đang mặc của em là 260, chân váy ren đây. Chân váy von ren nhá, có rất nhiều màu luôn. Có màu khói này đây, màu khói đây. Màu khói, màu hồng nút này với cả màu đen, màu trắng chị nhá. Rồi chị Nhã Linh lấy A28 thì comment cho em A28 nhá, kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đây em giơ lại cho chị xem A28 nha em đây. A28 bên em rất đẹp chưa ạ? Quá sang luôn. A28 của em có rất nhiều màu. Các chị ơi, A28 của bên em đây còn có cả màu da nhá. Màu da rất đẹp luôn. Thế kho rồi. Màu da, màu đen, màu khói, da đen khói. Set này của em là 210.000 một set nhá. 210.000 một set. Rồi, còn áo bên em thì có giá bán là 75.000 một chiếc nhá. Chị Sang Bùi, chị Phước Khanh nhá, 75.000 một chiếc. Và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Chị nào mà thích mua A28 cứ việc comment A28 kèm số điện thoại cho em. Còn chị nào mà mua cái mã là A300 của em cứ việc comment A300 cho em nhá. Em sẽ chốt cái mã A300 trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Tại vì thời gian em live cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Rồi, 75.000 một chiếc chị Hạnh Thiên Ngô, 75.000 một chiếc. Chị Nguyễn Hạnh lấy 2 chiếc đúng không ạ? Rồi comment A300 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Phước Khanh lấy A28 của bên em là 210.000 một set nhé chị Phước Khanh nhé. Để lại cho em A28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. A28 của bên em còn có cả màu đen đây. Đây là màu khói nha chị. Màu đen, màu khói A28 của em đây. Chị Yến Thanh chốt A28 màu đen rồi. Chị Tú Lê rồi ạ. Chị Tú Lê lấy A300 đúng không chị? Rồi ok chị này.
đây A28 em đây có cái màu nâu đây, nâu khói đen rất đẹp rất sang luôn. Còn đây mã này của em là mã A375 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc rồi đi nhá. Còn chị nào thích mua chân váy của em thì chân váy 260, chân váy em thì quá hộ đỉnh của đỉnh rồi ạ, 260.000, rất đẹp rất sang luôn. Và chân váy của em các chị có thể kết hợp với cả quần nhá, à kết hợp với cả áo thun ấy, rất là mát luôn. Rồi ok, chị Nhật Linh chốt chỉ phía trên rồi nhá, chị Thúy Lan làm chốt tiếp theo, Yến Thanh chốt rồi nhá. Những chị nào không kịp đọc chốt ở phía trên thì các chị nhớ thông cảm cho em đúng không ạ? Bên em sẽ gọi điện lại tư vấn size, tư vấn màu và sau đó mới gửi hàng từ Hà Nội đến các tỉnh đúng không ạ? A300 đây ạ, 75.000 một chiếc, nhận ship từ 2 chiếc rồi đi nhá. Còn cái mã A28 của em có vừa nói qua rồi, A28 của em là 210.000 một chiếc thôi ạ. Mà chị Thanh Hương lấy A300 màu đổi màu đỏ đô nhé. Ok chị, rồi em sẽ dơ lại màu cho chị xem nhá. Dơ lại màu này. A300 màu xanh lõn chuối 75.000 một chiếc. A300 màu hồng đúng không ạ? 75.000. A300 màu xanh coban 75.000 được chưa ạ? Đứng xa chị nhìn nhá, 75.000 đúng không ạ? Rồi, A300 màu khói nhá, màu khói đây. Rồi chuyển sang màu đỏ đô xanh lá cây. Ok chị Linh Hà Lan lấy tiếp theo rồi. A300 màu da này, A300 màu vàng đúng không ạ? Các chị ơi, có thêm cả A300 màu đen nữa, hiện tại màu đen nhà em đang để bên kho và hiện tại chưa mang ra đây. Thì chị nào lấy A300 thì có thể comment cho em cả màu đen nhá, tại vì cái này có cả màu đen nữa. Đen, đỏ, đô, đây rất nhiều màu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 màu luôn. A300 nhưng có 8 màu luôn. Rồi chị Nhi Linh lấy A28 đúng không chị? 70kg mặc size 2XL cho em nhá. Để lại số điện thoại và A28 cho em nhá. Cánh rơi không có chị ạ. Chị Phạm Thị Thúy ơi, chị sang mùa cánh rơi thì nó hơi kén người ấy chị ạ. Còn cái áo này nhà em thì mặc ai mặc ok hết. Nó rất là thông dụng luôn và rất là đẹp và rất là rẻ luôn nhá. Chân váy đang mặc là 260.000 chị nhá, 260 đây. Chân váy đây chị đây, có rất nhiều màu đây. Có màu hồng nu nữa, hồng nu, đen, trắng. Đấy. Chị Nhã Linh lấy thêm cả A300 nữa, có size lớn nhá. Size lớn nhất bên đen là 85kg chị Nhã Linh nhá. Chào chào, chị nào muốn chốt không thì chốt luôn cho em điểm kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Mờ quá đúng không ạ? Xong rồi nhiều người ở mạng mới nhỉ? Cho em xem đen nhá. Đen thì nó cũng như này chị ạ, nó là màu đen luôn chị. Là màu đen luôn chị Linh Hà Linh nhá, không phải lo đâu chị. Đen dao đúng đen luôn. Rồi ok, chị Hạnh Nhiên Ngô nhá. Còn chị nào muốn chốt cái mã A300 thì chốt luôn cho em điểm kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Chị Minh Minh muốn mua 4 màu hả? Rồi chị Loan Lê, chị Nhã Linh, chị Hương Kim nhá. Rồi ạ. Chị Ngân Nguyên ơi, bây giờ chị vào đúng không ạ? Áo bên em là 75.000 một chiếc và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá chị nhá. Chị Loan Lê, áo bên em là 75.000 một chiếc và bên em nhận ship từ 2 chiếc trở đi đúng không ạ? Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của bên em thì để lại cho em A300 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Bao nhiêu áo đó vậy? 75.000 một chiếc chị Nguyễn Huy nhá, 75.000 một chiếc, ship từ 2 chiếc trở đi. A300 size lớn 3XL, 4XL nhá chị, 6 đẹp nhá. Để lại cho em A300 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Còn chị nào muốn chốt A300 không để em kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Chân váy đang mặc của em đây chị, chân váy đây ạ. Chân váy đang mặc đây ạ. Sang cực kỳ luôn, sang luôn. Các chị có thể kết hợp chân váy này với cả áo này luôn đây. Chân váy kết hợp áo vàng, áo khói, áo xanh, áo hồng rất đẹp luôn. Áo chất gì? Áo chất ren nhá chị Hương Kim nhá, chất ren rất mát luôn, đẹp luôn. Các chị mua hàng của em, các chị cứ yên tâm về chất vải đi ạ. Và mẫu mã đi, thực sự là giá rẻ và cũng là đẹp luôn nhá. Em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Còn chị nào muốn mua cái mã A28 của em thì có thể comment cho em A28 nhá. Đây A28 bên em đây. Rồi em thấy chị Hạnh Nhiên Ngô nhá, đúng không ạ? Áo sơ mi trắng nhé bạn, 54kg rồi. Rồi áo sơ mi trắng A1 đúng chị Loan Lê, đúng rồi, A1 160 hôm qua hôm kia. Có áo nào hợp với đi tiệc không chị? Ui áo này đi tiệc quá đẹp luôn nhá chị Thu Hằng nhá. Ê chị ơi, các chị nhìn đẹp chưa? Đây, đây, mã này mã A28 bên em đây. Rất đẹp, rất sang luôn. Cái áo A28 của em đây có cả màu khói, màu đen thì này, màu khói, màu đen, màu da nhá, khói đen da rất sang luôn chị ạ. Chị Nguyễn Nhung đổi mẫu V28, ok chị, ok được chị nhá, được ạ. Thoải mái luôn chị Nguyễn Nhung nhá. Rồi em sẽ kết thúc livestream bây giờ luôn ạ.
Chị Vi Thanh áo này 75.000 một chiếc thì nhá, rồi em kết thúc livestream bây giờ ngay nhá. Chị nào mà chưa kịp comment thì có thể chụp lại màn hình cho em nhá. Còn bây giờ em xin kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị mua A300 thêm màu khói. Ok chị Thanh Hương nhá, nhớ báo cái bạn nhân viên em cũng là nhân viên mà. Nhớ báo các bạn chốt tele sale của bên em thì nhá. Áo này 75.000 một chiếc, rồi không kịp comment thì chụp lại màn hình này và gửi qua inbox Messenger của show em được không ạ? Chị Cõi nhớ ơi, áo này bên em là 75.000 một chiếc và nhận ship từ 2 chiếc trở đi nhá chị nhá. Em ở ngoài Hà Nội và bên em chỉ giao hàng trên toàn quốc thôi chị ạ. Chị Cõi nhớ 75.000 một chiếc, không kịp comment thì chụp lại màn hình và gửi qua inbox cho em này. Đây chụp lại màn hình cho em này. A300 của em đây. Chị Nguyễn Nhung inbox các bạn sẽ gửi địa chỉ sau nhá, chị Nguyễn Nhung nhá. Chân váy bên em 260 chị ạ, chân váy 260, chân váy của em đây. Hồng nút. Em đang treo mắc một thế này đấy. Hồng nút da à, hồng nút này, đen trắng khói, hồng nút đen trắng khói. À, chị Ngân Huyền lấy A300 màu xanh màu vàng rồi. Còn chị nào chốt thì cho nút cho em để em kết thúc cái livestream này nhá. Em đang sợ bị kết thúc livestream ở đây. A300 quá đẹp luôn, quá sang. Đây là chân váy nhá, chân váy của em sẽ như thế này đấy ạ. Áo màu này bên em chỉ có màu da thôi nhá chị Vi Thanh nhá, áo màu da bên em đây chị, áo màu da bên em đây. Da hoặc khó đều ok hết. Rồi, các chị ơi có thể không kịp comment qua chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của bên em nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này vào nghỉ trưa đúng không ạ? Chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của bên em này. Để tắt hộ chị ạ. Đứng ngoài tắt hộ chị. Có màu đen nhá chị Tùng Trần nhá, chưa kịp comment thì inbox cho em để cho đơn hàng cho chị 75.000 một chiếc. Rồi bây giờ bye bye, xin chào.